Đây, để em giới thiệu với mọi người, đây là bộ đồ của Ôn Tân ở Đà Lạt gửi xuống nha. Đó, bộ đồ mini. Bếp điện này chắc người ăn nè, đó, cái bếp nè, nhỏ xíu rồi, giống như cái tô, đó. Là mình bỏ vô trong xe, cái này là để nấu nước, nước ấm. Đó, nguyên bộ đồ này để đi phượt, dao bào, cái thớt, cái nồi. Đó, vài bữa nữa là mấy anh em sẽ thấy mình rong ruổi mấy cái cung đường, bắt đầu rời xa phố thị, tại vì cuộc sống bây giờ nó ngột ngạt quá, mở mắt ra cái cứ tiền 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 tiền, cho nên thành ra là mình phải đi, chứ giờ mình cũng nghĩ giống như người ta nữa, mà mình nghĩ nó không ra, người ta nghĩ thì ra tiền, còn mình nghĩ không ra rồi mình khùng chết, cho nên mình phải đi. Ai mà thích đi thì đi lên đường chung với mình đó, vậy thôi.